Viền nick à. Dạ thân, con có thường hay tới hư rồi sách không? Dạ, có thầy, thường tới mượn thầy. Mượn á. Sách chuẩn bị thi quốc gia thầy, chứ thêm một sách để thêm. Bản thân con là lớp trưởng, sau buổi hôm nay là con có nhận thức gì về đọc sách về phổ biến với lớp? Dạ thì thấy thư viện rất là nhiều loại sách khác nhau, có thể bổ sung kiến thức về nhiều mảng khác nhau. Thì con sẽ phổ biến cho các bạn thêm những sách khác nhau. Việc sách in ra với sách mà mình tài liệu mình tham khảo trên mạng thì sách in ra nó có lợi thế gì con nói với mấy bạn bây giờ? Mình có thể di động dễ dàng hơn, mình có thể đọc dễ dàng hơn, hoặc là ít bị lỡ mắt thay vì mình nhìn trên màn hình thì mình nhìn trên sách dễ dàng hơn. À, bao quát được hết vấn đề hơn đúng không? Cảm ơn. Thầy cảm thấy gì ngày hôm nay là ngày như thế nào? Ngày hôm nay là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa. Nó sẽ giúp cho học sinh là nâng cao cái văn hóa đọc. Văn hóa đọc là hiện nay thì do cái sử dụng điện thoại rồi nhiều nên học sinh rất ít đọc. Nhưng mà nói là sách, đọc sách rất là tốt. Ngày hôm nay là nên chúng ta nên duy trì hàng năm. Thầy có hy vọng là sau buổi hôm nay học sinh sẽ thay đổi lại tư duy đọc sách không? Chỉ tới thư viện nhiều hơn hay không? Tất nhiên là sẽ có điều đó. Rồi, cảm ơn thầy. Đọc sách thì nó cũng sẽ rất có lợi vì là kiến thức mình sẽ được tăng cao, rồi là trí tuệ là lúc nào là mình cũng có thể thư giãn được. Như chơi nhiều internet nhiều quá thì nó sẽ nghiện ngập hoặc là có những ảnh hưởng xấu về bản thân. Em thấy giữa sách mà in ra với sách mà trên mạng thì cái nào tiện lợi hơn? Thầy là sách in trên mạng có thể là tiện lợi hơn vì là mình có thể là đọc ở mọi lúc mọi nơi, còn sách này thì mình phải đến nhà sách hoặc là mình mang theo cầm cờ thì mình. Cảm ơn em. Quốc bữa nay đến đây nhiệm vụ làm gì Quốc? Đó à? Nghe thầy chứ đừng có đi đâu mất á. Chào Bảo Hằng, con đến đây với mục đích để làm gì? Cameraman. Đọc sách. Đọc sách hồi nãy đang đọc mấy cuốn rồi? Đọc được một cuốn. Trách nhiệm địa lý cái của tinh thần bản thân. Vậy là tinh thần có sức khỏe nữa. Bánh tiền hết luôn. Thảo nên đúng mà. Con giới thiệu cho mình. Dạ, hôm nay em lên là hát để lên mày. Cứ nói thoải mái về cách mà. À. Chào bạn, hình như bạn lớp trưởng 11A2 đúng không? Wow. Mình cảm thấy hôm nay là ngày như thế nào? Cái không khí dạ khá
mục đích hôm nay đâu, phải là anh mới thích đâu. Biết ngày hôm nay là ngày gì không? Ê, ê, ê. Nãy giờ đã đọc được rất là ý nghĩa đối với tụi em. Nãy giờ đọc được mấy cuốn sách à? Nãy giờ đọc xuống xuống được mấy cuốn sách tiết kiệm địa thầy. Rồi. Rồi sao khi hôm bữa hôm nay thì mình có thay đổi về tư tưởng, em có nhận thức về địa hình sách không? Dạ có thầy, đẹp sách rất là thú vị luôn. Bao nhiêu phần trăm là tự đọc cho mấy con nói đó? Dạ, con chắc chắn là 80% rồi thầy. 80% rất là thú vị. Còn 20% là tự thuộc vào thời điểm đọc đúng không? Riêng của người sao à? Con thấy nhà xây như thế nào? Con thấy nhà này rất là ý nghĩa. Có thường nữa thư viện đây là sách không? Có thỉnh thoảng là con thấy sách đâu. Còn tâm là sao? Tức là sao bữa hôm nay thường xuyên tới thư viện là sách đúng không? Dạ. Em nghĩ là như thế, do sách nó có ứng dụng to lớn lên cuộc sống của chúng ta, nó nâng cao kiến thức. Hy vọng là Tâm sẽ giới thiệu được nhiều bạn đến đọc sách cùng với mình. Dạ. Rồi, cảm ơn Tâm. Qua đây là lớp trưởng của anh em. Đi nó vẫn rung, không thích nào luôn. Từ cô, cho cô đập cái loa vậy. Mình cảm thấy gì hôm nay là ngày thế nào quý vị? Con không biết nữa, con thấy rất là lần đầu tiên cho nên con biết là sao. Cảm thấy nó có sự khác lạ gì so với môi trường khác, so với đã biết là cấp 2 à? Chữ AB4 chỉ biết nhìn, không biết nói tiếng nào luôn. Quay bao nhiêu phút nữa? Không bận lại, không giờ, không giờ, không giờ, xe vui, xe vui, không giờ. Gelar, gelar, gelar. Ya, ya.